Mình chào tất cả các anh em nha. Sáng nay mình có con Nokia 7 Plus này anh em. Mới thu con này lại. Đẹp quá. Con này thực sự nó cũng cầm đồ thôi anh em. Mình thanh lý luôn chứ không phải là thu lại của khách nha. Cầm lâu quá nó tới rồi. Rồi bán luôn. Rồi mình lấy luôn. Thì nội tổng thể thì cái sườn hơi xước nha anh em. Cái sườn hơi có những vết xước nhỏ. Đó, quay kỹ cho anh em coi luôn. Rồi theo năm tháng sử dụng. Cổng sạc thì Type-C nha anh em. Cổng sạc Type-C luôn, giống như những cái dòng Samsung hoặc là những cái dòng mới ra của điện thoại cảm ứng hiện đại. Con này thì vỏ không có rời máy, nắp sau hình như bị nhôm hết rồi anh em ơi. Màn hình thì full rộng luôn. Đó, camera kép nha anh em, cái dòng này camera rõ lắm. Mình thử anh em coi camera nha. Lâu lâu có con mình giới thiệu tới anh em luôn. Camera cực rõ luôn. Bên ngoài đẹp cực. Con này xưa bán nhiều anh em cũng chuộng lắm này. Trước khi nó mới ra mới á thì nay nó cũng đã bỏ mẫu rồi nha anh em. Nokia 7 Plus. Mình mở sơ sơ cái cấu hình nha anh em coi. Plus anh em. Đó. Android 9 nha anh em. Nó sẽ Android 9. Để mình coi cái cấu hình của nó thử coi. Là cái tổng thể nó nhiều. Cấu hình Nokia 7 Plus. Màn hình 6 inch nha anh em, Full HD luôn. Chip Qualcomm 660 8 nhân. RAM 4 bộ nhớ 64 nha anh em. RAM 4 GB nha. Và dung lượng pin là 3800. Nó có hỗ trợ sạc nhanh luôn. Anh em mình mua thì mình sẽ kèm cho anh em bộ sạc nhanh nó luôn nha. Sạc nhanh Nokia nhưng không có, mình kèm một sạc Samsung á, mà sạc nhanh á thì sạc vào ok. Tại vì cái máy này mình cầm lại thì bây giờ không có cục sạc. Mình sẽ kèm cục sạc xịn của Samsung nhưng mà sạc nhanh cho anh em. Đó, RAM 4, bộ nhớ 64. Màn hình 6 inch. Con này mình để anh em giá 2 triệu 6 nha. 2 triệu 6. Mình bao ship cho anh em tận nhà luôn nha. Màn kính không có trời nha anh em. Một hai vết xước rất là nhỏ. Đó anh em nhìn đi. Cho nên kính này nó trời nhỏ thôi, xước nhẹ nhẹ thôi chứ không có nhiều máy đâu. Camera thì đẹp. Clip này mình giới thiệu một cái máy này thôi nha anh em. Đúng một cái này thôi. Thì làm clip riêng luôn. Giới thiệu anh em cái coi wifi thử coi. Đó, wifi rồi ok. Thì con này nếu mà anh em nào chơi game thì RAM 4 GB thì chọn ok luôn anh em. Bộ nhớ 64 thì chụp hình thoải mái rồi nha. Lưu dữ liệu ok luôn. Mình thử cái chuông nó thử coi. Chuông nó ok hết. Đó, tổng thể cái máy mình quay kỹ rồi nha anh em cứ xem nha. Viền có những vết nhăm nhẹ có trời. Kính thì đẹp. Máy này anh em mua thì mình kèm cục sạc dưới tai nghe nha anh em. Dán màn hình cho anh em luôn. Giá 2 triệu 6 nha anh em. Chỉ có một cây thôi nha. Anh em nào mà có nhu cầu giao lưu thì gọi liền cho mình nha. Khe sim thì nè mình không đây nha. Máy nguyên zin full chức năng, chưa có trục trặc gì nha anh em, chưa tháo ra sửa chữa gì hết nha. Máy bảo đảm anh em là nguyên zin luôn. Mình cũng có chế độ bán của mình là bao test cho anh em 1 tuần và bảo hành cho anh em 1 tháng máy cũ. Có vân tay, máy này có vân tay đèn LED đây. Có một cây duy nhất thôi, anh em nào mà có nhu cầu thì cứ gọi thẳng cho mình nhanh nha. Tự mấy cái máy này nhiều anh em cũng chuộng lắm á. Giá rất là mềm, Nokia mà 2 triệu 6. Mà RAM 4 của nhớ 64 thì anh em thấy là không có giá không quá cao đâu, mình thanh lý cho nó nhanh luôn thôi. Rồi, rất cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi clip nha. Anh em nào chưa đăng ký nhớ đăng ký nhấn chuông nha anh em. Để có những clip mới ra thì mình có thể biết được từ kênh của Di Động Hồng Phúc của mình nha.
Rồi, chào tất cả các anh em. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi.